chụp đi cưng. Em chụp mình đi. Ở mặt giá chân hả? Mặt chữ O, một chữ A. Có chợ, kiểu làm ngoài chợ, đúng không? Chợt này, bắt đầu chợt. 1, 2, 3, chợt. Người đẹp chụp hình có khác. Mẹ, mẹ vô kìa. Sao con? Kìa nó, anh ở nốt kìa. Ba guộc mày đó. Cứ ba guộc hoài. Lấy bánh cho mẹ đi con. Đi lấy con, lấy bánh cho mẹ coi. Trời ơi là trời, nực quá đổ mồ hôi luôn rồi. Mặc đồ kính phải không? Gia Bảo kiếm cái nữa. Đâu Gia Bảo đâu? Không ra. Để đi chơi với em. Nghệ sĩ Gia Bảo á, cháu Bảo Quốc á. Cái thời mà cỡ các tuổi 9X thì biết. Không biết mấy bà này biết không? Biết nghệ sĩ Gia Bảo không? Nghệ sĩ Gia Bảo bằng tuổi bà hả? Chắc bằng tuổi bà. Tôi bằng tuổi bà. Ừ, mà bà biết bà không? Vậy là bà ngu quá rồi. Mình đặt trước hả? Tại vì biết sao bánh tráng của các thi á, mọi người biết á. Có rất là nhiều người lấy luôn. Bánh tráng các thi nhiều người lấy lắm. Mà các thi, một ngày các thi nói thật sự với mọi người, không nói láo nha. Tôi để điện thoại tôi không nghe máy mà tới 700 mấy chục cuộc gọi nhỡ. Là cái đó là chỉ tính vào 2 giờ chiều thôi. Mà vượt qua con số 2 giờ chiều là gần 1.000 cuộc. Mà cái máy điện thoại iPhone của tôi á, nó điện riết mà nóng á, mà bây giờ nó rứt màn hình luôn á. Tôi nói thiệt, tôi còn cái điện thoại iPhone đó kỷ niệm á, người ta kêu sửa sửa không được, rứt màn hình luôn rồi. Mà đổi màn hình thì trong cái máy nó cũng hư lung tung luôn. Đứt còn đứt màn hình còn đỡ hơn bị đứt dây nấng chị ơi. Mọi người YouTube cắt khúc này giùm cho em nha. Con bé này nói chuyện rất là tình dục. Nó nói vậy mẹ thích đó con. Mẹ thích mấy cái nết này nè. Mẹ nó nói sửa gì ạ? Hả? Nó nói sửa gì ạ? Sửa dây gì đó ai biết đâu. Sửa rồi sửa mặt mày với chứ mặt mày sửa hết rồi. Nát rồi. Hả? Sửa nát rồi. Là con bé này cái mặt mẹ chưa có sửa. Đúng rồi. Mẹ chỉ thay cái đầu khác vô. Một nội cha mày cũng mất dạy. Đó, tôi dái ai bắt cóc nó đi. Cái thứ gì mất dạy. Đẻ nó ra. Đau cái cửa mình nè à. Mà đẻ mổ nữa. Đẻ mổ 7749 là vết mổ. Chị là phụ nữ chứ có bầu ở đây. Bà có bầu ngoài đây nè. Bà nói có bầu xương. Nó lời một cục quay luôn, tưởng nó cục bú không á. Còn mất dạy. Như có bầu mày đẻ đằng sau, như có bầu đằng này tao đẻ đằng trước. Mà không? Nó mọc trên cái ngực nè. Cái này là khối u. Chị có trứng để đẻ hả? Có em. Trứng trời ơi, chị có hai trứng. Chị có một cây tử cung, hai cái buồng trứng nghe. Nghe cho kỹ nghe. Một cây tử cung, hai cái buồng trứng. Chị có đàng hoàng hả? Em cũng có đó. Mà có cái cây tử cung của em nó hơi bị méo. Em không có bầu được. Còn của chị thẳng đẻ ra hai đứa. Hai đứa con so. Tử cung chị nó có thẳng lên chưa vậy? Cần, chưa. Cần không? Cái cây tử cung của mẹ chị bị héo á em. Con vào mà héo queo rồi. Mày đứa này là trong nhà trong cửa mày đi khui ra cho người ta biết hết đi. Chứ là mẹ em á, cái cù lẫn của mẹ em màu này nè. Màu này là mọi người. Làm ơn đi, tao nói mày làm ơn đi. Mất dạy. Không có đứa con nào bôi mẹ dễ trơn á. Bôi mới vui. Hả? Bà cũng phải bôi lắm. Tôi bôi mặt bà giờ á. Mặt bà chân mày bả kìa. Hả? Về xuống bả có cái chân mày bả. Kim nó gỡ hai cái kiếm ra. Trời ơi là trời. Móng tay sân nước bóng. Em vậy còn chưa đổ bóng nữa mà chị còn nói bóng chị. Cái móng tay mà nói lên hết tất cả kìa. Chị thấy có con trai rồi thì sơn móng tay vậy không? Nhưng mà còn đỡ hơn chị, có một bộ đồ bặn hoài trên clip mà. Đỡ rồi. Đau. Mọi người ơi, đây là các thi nè mọi người. Trời ơi. Con sao không chụp cái miệng nó lại. Cái kiếm con nhỏ này bén ghê. Không, không bán cho bé đó nữa. Gia quy gia đình của bé đi chung hết luôn rồi, người lạ không có.
Con đi theo mẹ luôn đi con. Không, con không có, con đi theo mẹ đi. Đi theo gì đi? Đưa 50 không đưa, chị đưa 500. Trả lại 500. Ăn cửa gì vậy? Ăn cửa gì vậy? Lên lên nó bị chửi, đâu dám lên đâu. Trời cho bạn. Anh ở đó đi nhường cho năm rồi. Nó chấm có mấy phần em. Nó chấm có 2 mấy phần. Trời có nhiêu bán nhiêu hết cho anh ta. Rồi ok, cứ đứng sắp hàng là được rồi. Cứ bán cho những người sắp hàng thôi con. Đây, cái lực của tèo. Bánh tèo. Ừ. Ê. Của anh Bảo có chưa? Anh Bảo đặt có chưa? Anh Bảo đặt hồi chiều giờ đưa cho anh Bảo 2 phần của anh Bảo hồi chiều giờ. Con nói nghe mà nói đâu. Trời ơi là trời. Để vô đi mua cho găng với xài vậy. Cái nhà con. Để chồng ăn kêu bảo sờ. Ừ chồng đi, chồng đi. Của anh Bảo á. Bảo đặt hồi chiều giờ quên. Mẹ đâu nói con biết. Tao quên, tao quên. Để con về chồng kiếm bịch xài, hai bịch xài. Ừ kiếm cho ổng đi. Tao có lừa vậy nè. Mày chửi giờ á. Ủa sao không có đi xíu nào có người vậy? 20 nè, 20 nè, 20 nè. Trời ơi tội nghiệp. Con bé này đi quy gia đình luôn nè. Đi quy gia đình. Dạ hồi 20 ngàn cho công chúa kìa. Đây. Rồi. Nghe lại tiếp. Bạch Liên kìa. Hả? Rồi để lại 2 cái đao. Còn 20. Thấy chưa? Đây có chị chơi hả? Biết rồi, biết rồi. 20. Đấu dọc được đâu. Ủa anh. Thôi rồi cho em nữa hả? Cảm ơn nha. Ờ đây đi, đây con. Ủa chị em xin tấm hình rồi. Ok ok em, để chị tí xíu nha, để chị. Cầm tiền coi. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Người ta đưa đến 60 ngàn nè. Rồi, hai người. Ok em. Nó biết mà. Bên đây luôn. Hết xoài rau răm rồi nha. Nãy có thâu nó có nói với mọi người phải không? Trời. Bảo làm gì nóng quá. Bỏ máy lạnh hả? Vô phòng tôi đi. Đúng rồi, giờ này về chót rồi. Giờ hai người sao ăn bịch? Ăn bịch đủ. Tiền lẻ nè. Ăn cho mắm vú vô không à. Ăn từ từ thôi, ăn đủ mà, nghe lời tôi. Hả? Trời ơi, ai cũng vậy luôn nè, ai cũng vậy luôn nè. Bảo nào? Có quen Bảo nào đâu? Không, có quen Bảo nào đâu. Bảo nào? Rồi 20 luôn. 20 đó ba mẹ. Ok. Chúng ta đi về tạm con thôi, ba ngon quá kìa nè. Rồi ok, ba giá luôn. Con ơi. Tiền cho cô này nè. Chưa chưa được quan. Không còn còn còn. Thôi giả lại rồi. Sao bán cho tay trời. Có người ta chửi chửi đó má. Đụng ra mà giỡn giỡn cuối cùng cuối hết rồi hàng đó tao cùi chết nè. Ta đang chùa nè. Mà cùi ông xã tôi phải chùa. Mỗi lần đi nóng quá. Không? Ăn chín chấn không? Rồi. Ăn im không? Thôi đi. Thêm miếng gỗ. Nghe của anh Bảo hả? Không, của anh Bảo, anh Bảo vô nhà lấy, anh Bảo. Em chụp tấm hình đi. Nó đang vô trong nó lấy. Em đi về. Cái về, về, đi về. Ừ. Chưa con, còn à. Thần thái lên chế. Chồng chị làm phi công đúng không? Trời gì vậy? Quay đâu vậy? Nè nè, bà nhìn thẳng đó, bà nhìn cái này thẳng cái điện thoại. Ừ, để thẳng. Đây, đợi đây. Vỏ không có đâu nhà. Trời. Chụp áo ạ. Bấm đi. Mỗi lần bác chụp hình là mặt bác biểu cảm. Bác chụp hình biểu cảm mà. Biểu cảm mà. Chụp tắm mấy chị, quảng cáo luôn. Nè cầm vậy nè, ừ cầm vậy đó. Rồi cảm ơn chị, cô nhiệm vụ của chị xong rồi, đa tạ chị. Nhớ quảng cáo bộ đồ của mẹ luôn nha. Đó bộ đồ ngàn năm. Cái này mấy đứa con phải đầu tư cho đó. Rồi ai bấm trời. Bấm cho má ơi má. Đây cái mặt đó tiêu rồi. Trời ơi, lia lịa lắm vậy. Trời ơi, đủ kiểu luôn. Rồi hết thấy gì luôn. Giờ đứng sắp hàng hả?
Cái tia hy vọng còn có 90 phút thôi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời mệt quá, chờ đuối hai cái giò. Không chịu tản qua đi cho nó gần đi, tản tàu lao qua bên kia, bên đây nó còn có ba người đứng hàng à. Tại lúc nãy chị đứng bên kia đó. Ví dụ chị đứng bên đây là tản qua đây hết. Dân họ gần kiếm mà hàng.